Hôm nay Picosin được giới thiệu với các bạn Modo dây cắp USB Elecom MPAACCL12BK đen. Thiết kế hiện đại, ổ cắm điện LPAIS USK 43 v kép trắng có thiết kế hiện đại, màu sắc trang nhã, dây dài 3 m tiện dụng cho bạn cắm điện và di chuyển trong phòng để báo hiệu chạy hai cổng USB ổ cắm điện có thiết kế hai cổng USB 2.4A cực kỳ tiện lợi cho các thiết bị cầm tay giúp bạn sử dụng một cách tiện lợi nhất. Cáp hỗ trợ cổng kết nối USB tương thích với hầu hết các thiết bị di động giúp thiết bị của bạn truyền dữ liệu dễ dàng và thuận tiện. Công tác tắt bật an Kingston 128GB SDC 10 có tốc độ đọc dữ liệu 45MB, S cung cấp hiệu suất tối đa, rất tiện dụng cho người sử dụng. Chuẩn giao tiếp UI, thẻ nhớ chuẩn giao tiếp UI mới nhất đáp ứng cho tất cả các nhu cầu về lưu trữ và phát video chất lượng Full HD 1080p.